đó, đó bén nét lại thấy không, nó bén nét nên nó đẹp hơn thấy không. Rồi chị rửa cọ đi, rồi chị nhúng miếng màu trắng này nè, chúng ta đặt không được nó, chị chấm cái hộp cho li ti li ti ha, chấm hộp li ti ti nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi cho nó đẹp đấy, hiểu không? Chúng mình tạo không gian đó, tối rồi mình chấm cái hộp nhị lên cho nó đẹp nữa. Trời ơi, vậy thì lên hình cũng đẹp lắm á, nó kệ đi, mới học 2-3 buổi mình về cũng được rồi. Hình này cũng khó dễ chứ dễ đâu. Không, màu vàng lên hình cũng đẹp lắm á nha. Trời, ráng ráng làm xong rồi thấy nó đã. Rồng này quá dữ luôn, quá nổi luôn. Đó, thấy cái mặt cái đã không? Thầy đứng đây ngược cái con rồng không thấy, thôi kệ, đang vẽ mà, kệ. Vẽ xong mới thấy, mới mặc vô rồi mới ra dáng, ra hình rồi mới đã nữa. Con sao? Con mẹ đi học vẽ con cẩm á, mẹ đi học vẽ cái này. Nó nói thôi mẹ đi qua bên hội kỹ thuật, mẹ thấy tụi nhỏ nhỏ nó học nhiều quá, mẹ thấy kỳ quá, thôi mẹ học chỗ này đi. Học chỗ nó an toàn. Ý là nó đạt tụi nó đang muốn cho hết thời gian cho nên là nó kêu là đi học là học vẽ cho nó đỡ buồn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ý là tại nhà ý đó là tiền nhiều làm gì đó, làm gì cho nó vui đi đúng không? Ý là nó kêu mẹ đi nó đỡ buồn đó mà. Chứ không phải là học để làm nghề. Đúng rồi, lúc giờ làm nghề gì nữa. Nhưng mà mẹ học bên này lớn lớn cho nó dễ. Không, về nhà nhớ khoe con gái nha. Nè, khoe con gái đó là mẹ mới vẽ xong cái hình đó. Rồi mẹ mới học có 3 buổi, 2-3 buổi mà con thấy mẹ vẽ được không? Chát với nó mà. Ừ, thì đó, giờ chị cứ chụp hình để chị gửi cho nó coi ha. À, nói chung mà mình cứ mới học thì tương đối vậy thôi, chứ đâu thể nào mới 2-3 ngày mà bắt đầu giống ông thầy được. Nó cũng tương đối thôi. Vậy là quá giỏi rồi. Trời ơi, 50-mấy tuổi rồi, đâu phải 25 đâu. 55 tuổi rồi, nói chung mà là khó lắm, mới giỡn đâu. Mấy bạn trẻ trẻ mà không có quyết tâm mà chưa chắc làm được á. Đó, rồi chị chấm cái nhị luôn đi cho xong đi. Lấy cầu nét á. Ờ, chấm luôn đi rồi chấm cho nó xong đi. Cho nó hoàn thành cái hình luôn. Ờ. Không mà vui thiệt với bộ ha. Đúng không? Đi học vẽ vẽ được cái hình cũng vui lắm chứ bộ. Vui chứ. Có gì để lại cho đời đúng không? Đó. Sau này con cháu mình nó nhìn tới cái hình ú bà ngoại vẽ nè. Thấy bà ngoại giỏi không? Giỏi chưa? Có bà nội rồi, chưa bà ngoại. Ờ, à, ý mình nói thì có con gái cũng là bà ngoại, cũng sẽ là bà ngoại thôi. À. Bà nội bà ngoại gì đó. Có bà nội rồi. Ờ, đây là bà nội rồi. Vậy đi, vui, chung là... Cái quan trọng là... Mình đã làm được. Đúng không chị? Cái quan trọng là chị đã làm được, cái đó mới là quan trọng. Chấm nhẹ nhẹ thôi. Ờ đúng rồi, chấm. Chị chấm ở giữa trước. Ờ ở giữa đúng rồi, nhẹ xung quanh. Ờ cho có vậy đó, nó nổi lên liền thấy không? Không có không được nha, không có thì nó mất đẹp. Ờ ít thôi, không còn nhiều đâu. Rồi chị cho chấm bông dưới á. À bông dưới đó. Ờ. Đúng rồi. Thôi chứ mới học vẽ mà vẽ cái bông vậy rồi cũng biết làm cái nền, cũng biết diễn tả làm sao cho đẹp, cũng cả vấn đề chứ. Chị chấm chị cho nó tròn tròn ngay giữa, chấm cho nó tròn tròn một xíu ha, chấm gì sao chấm cho nó tròn, cái hộp nó tròn lên ngay giữa đó, ngay trọng tâm ngay giữa đó. Cái này là cái cục lửa nó là lửa phải, ừ. Phải không, cái này là cái lửa đang bay cho cái mình của nó, có lửa. Cái lửa nè, cái lửa. Ví dụ mình làm cái lọc hồi nào xong rồi nó đi. Mấy cái lửa mây gì đó là mình làm sao. Ý là mình làm cái thân cho nó đỡ rối. Ừ đúng rồi. Nếu như mình làm hồi nào mình tập trung làm cái đó.
chứ giờ mình làm cái mình chữa xong cái mình đi qua may khói gì nó rối rắm. Đúng rồi. Rồi vậy đẹp rồi, nói chung là chị cứ chấm cho nó tròn trịa, cho nó lưa tưa nha, hiểu không? Không cần phải đều nha, quá có hộp bự hộp nhỏ ha. Ồ dữ không? Trời ơi. Đây có màu nâu đây. Đó. Bỏ ra đi. Chúc mừng chị. Đã hoàn thành bài học. Sản phẩm đầu tiên trên giải đó, chứ không phải trên giấy đâu. Đầu tiên, à, 3 ngày hả? 3 buổi á, buổi có 2 tiếng chứ. 3 buổi. Ừ. Cái này nó 3 buổi. 3 ngày nghe ghê quá. 3 buổi. Rồi ok chị, chúc mừng.